Chào lại cô bác anh chị nha, chúc cô bác anh chị sáng thứ tư hạnh phúc vui vẻ nha anh chị, ở trong Việt Nam vui vẻ nha. Thì những cái việc mà xảy ra là mấy năm qua, từ 2014 đến nay, Nana, em chào chị, em chào chị. Thì 2014 đến nay thì gia đình của Cấn Thị Thiêu thì cũng từng đi vào tù rồi anh chị. Con mẹ Trịnh Bá Phương á, thì cũng đi vào tù, dưỡng sức chửi bao que hen. Dạ cảm ơn anh em. Dạ phải dưỡng sức chứ đó. Thì hôm nay chủ đề là gia đình của Cấn Thị Thiêu và Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Sáng hôm nay lúc mà Nhiên coi cái clip đó là 5 giờ. Chào alo nha, Long Nguyễn em chào anh. 5 giờ mấy, 5 giờ 30, chưa được 5 giờ 30 nữa. Thì bên ngành lực lượng công an đi vào nhà thằng Trịnh Bá Phương bắt nó. Thì nó live stream, trước khi mà nó live stream mà đến công an mà vô mà tung cửa đó, thì Nhiên có đưa cái clip cho anh chị coi đó. Cho mẹ mượn cái máy giùm anh. Đó. Chị mượn máy đi. Mẹ cho này nè, mẹ cho Nguyễn Dĩ này nè, đưa máy mẹ mượn đi. Đó. Thì lực lượng công an đưa vô mà phá cửa, lấy kìm cộng lực cắt ổ khóa để vô mà bắt Trịnh Bá Phương để mà điều tra về tất cả những vừa mấy năm qua. Thì Trịnh Bá Phương viết bài về Lê Đình Kình, rồi viết bài tiếp tay cho, nói là đại sứ quán Việt Nam mà tham gia vào cái chuyện của gia đình Lê Đình Kình. Thằng Trịnh Bá Phương viết bài rất là mắc dạy anh chị. Em chào anh chị nha. Mặn sờm đấy anh chị. Thì thằng Trịnh Bá Phương á, hôm nay là nó bị bắt đó, để đền tội trước pháp luật đó. Thì anh chị đã thấy rồi, anh chị vô trang nó rồi, nó viết bài, những cái bài viết, cái viết rất là mắc dạy, khốn nạn, nó xuyên tạc, nó ủng hộ cái tên giặc già khủng bố Lê Đình Kình đó. Rồi á, cái vụ nào bị quan trên bới đi rồi, à chế bới rồi cưng à, chị ngồi chị, tại vì chị bấm theo dõi nó mà, khi mà cái live stream của nó là bắt đầu là nó mà like là nó phực lên, nó báo vô máy chị, cho nên là khi mà nó like là chị là đưa vô xem luôn. Chị ngồi trực tiếp chị coi mà cái clip đó trên dưới không được nửa tiếng đồng hồ à. Thì anh chị, cái tên giặc già khủng bố Lê Đình Kình thì anh chị đã nghe qua mấy năm qua rồi đó anh chị em đó. Ở đâu cũng có dấu răng thằng Trịnh Bá Phương, mẹ con của Cấn Thị Thiêu, bất cứ nơi đâu cũng có dấu răng của cái mẹ con mà Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thiêu. Quốc lộ 1A nhìn nhìn mặt thằng giặc già ghét thế, chị chửi nó hơi quá, bị chặn hết 2 tuần. Chị bị chặn nó làm chi, em bị đập Facebook sập luôn, lấy Facebook khác hả, vô trang á. Chị biết cái tại sao cái trang em nó bị được không? Em bị đánh sập 16 cái Facebook trong cái trang này nè, trong trang Thái Ngọc Nhiên. Mà mỗi lần em đăng nhập một cái Facebook vô cái trang này thì em đăng bài thì nó báo cáo cái bài đó, hay gửi cái bài đó là đánh sập luôn cả cái Facebook ở bên ngoài luôn. Em chào anh Chu Hoang. Mà tới 16 cái Facebook như vậy đó, một cái trang mà Nhiên, nhưng hôm nay không bán à. Ôi em giàu quá rồi, bán làm chi anh, nữ đại gia rồi, bán buổi nghỉ 2-3 buổi anh ơi. Ở Việt Nam nó sướng vậy đó. Hôm nay anh chị mình cùng tám nha anh chị á. À, thì nói dụ mà tại sao cái Facebook hiện nay giờ của Nhiên nó bị đừ, bị báo cáo quá, cho nên là cái giảm tương tác lại đó anh chị em. Cho nên nhiều anh chị em nói là
Nhiên ơi, sao mà like không có báo qua máy? Anh chị bấm lại được cái bấm vô trang tìm nữa, thấy không? Nhiên anh chị bấm được thích hoặc lượt theo dõi á, thì khi mà Nhiên like thì sẽ báo qua máy anh chị nha. Nguyễn Thị Trinh, chị chào em. Thì nói về Trịnh Bá Phương anh chị, thì anh chị biết Trịnh Bá Phương rồi, nó viết bài rất là mắc dạy, ở đâu cũng có dấu răng của nó hết. Anh chị nhớ 2017 không? Đó, quốc lộ 1A, thời con Emily với thằng Nguyễn Đình Thục cũng có thằng dấu răng của thằng Trịnh Bá Phương. Rồi Phó Thu Sa cũng có Trịnh Bá Phương. À, rồi con gì gì Văn Quang, Văn Tham gì cũng có dấu răng của thằng Trịnh Bá Phương. À, rồi vụ Phót Môi Sa gì cũng có dấu răng của thằng Trịnh Bá Phương. À, rồi cái vụ thằng Giặc Già Lê Đình Kình cũng có dấu răng của thằng Trịnh Bá Phương. Thằng này nó nằm trong tổ chức khủng bố Việt Tân. Khi mà cái thằng khủng bố Lê Đình Kình á, nó lên mạng nó nói là nó có mấy trăm bình xăng, bình ga gì hà, mấy trăm lít xăng bình ga gì đó, nó chống chống thi hành công vụ, nó sát hại ba cảnh sát công an Việt Nam của chúng ta. Như vậy mà cái bọn mà phản động thằng Trịnh Bá Phương đi binh những cái thằng phản động, rồi những cái thằng mà những cái người mà tham nhũng cũng có dấu răng của thằng Trịnh Bá Phương. Đó. Tại vì sao anh chị biết không? Nó là trong cái tổ chức khủng bố Việt Tân. Thì cái tổ chức khủng bố Việt Tân này là của bọn hải ngoại anh chị, nó ở hải ngoại mà. Thì cái bọn khủng bố Việt Tân này á, thì anh chị biết ai tài trợ tiền cho bọn khủng bố Việt Tân này không? Thì những cái nước mà nó được gửi tiền cho cái đám mà Việt Tân này để phá hoại đất nước mình, nó gây rối loạn đất nước mình, nó gây quấy nhiễu đất nước mình để cho quần chúng nhân dân không còn tin vào đảng nhà nước nữa. Hôm nào gặp nó nhổ răng bắt rồi, thắng đậu, bắt nó lúc 5 giờ mấy sáng, chưa được 5 giờ rưỡi sáng nó thắng đậu bắt nó rồi. Công an Hà Nội tấn công vào cửa nó, lấy kìm cộng lực lợi cắt ổ khóa vô nắm đầu nó lôi đi, rồi thắng đậu. Lần này cũng lâu rồi nghe, chắc cũng phải mười mấy cuốn lịch rồi nghe nha. Rồi con gì con Cắn Thị Thiêu đứng trước cửa nhà bị nắm lôi ra chỗ khác liền, dục quân ra liền. Đó, đấy đấy là thành phần phản động trong nước nha. Những cái một số bọn phản động trong nước á, nhìn cái gương của thằng Trịnh Bá Phương, tụi bay á, chỉ là cái con gì, tụi bay chỉ là cái con kiến mà bày đặt hở phá hoại đất nước. Đất nước này ông cha tao gìn giữ đổ máu xương ra hy sinh ha, gìn giữ nha. Còn bọn phản động chúng mày á, là tay sai nha, tay sai bởi đích ngoại bang để phá hoại đất nước nha. Từ ngàn xưa tới bây giờ ông cha cái bọn phản động chúng mày là Trịnh Bá Phương đó, phá hoại đất nước. Thì đến ngày hôm nay những cái thành phần nào mà phá hoại đất nước, mà phản động trong nước thì sẽ trả giá. Đấy, ngày hôm nay thằng Trịnh Bá Phương trả giá rồi đó, bắt rồi đó. Ngày xưa ở bây giờ ở đây là có Dương Văn Thả nè, rồi thằng phản động, cái thằng mà thằng phản động rồi ai nữa, rồi thằng ở đây là Dương Văn Thả. 2017 2020 thì con Nguyễn Thị Kim Phượng ở Nguyễn Du ở Long Xuyên chứa 5 lá cờ vàng. Rồi ở ngoài Bắc thì ai? Ở ngoài Bắc thì thằng Lê Đình Kình, thằng Giặc Già Lê Đình Kình chống thi hành công vụ đó. Coi mà đảng nhà nước coi mạng người như cỏ rác, cho nên là 29 tên mà tiếp tay cho tên thằng Giặc Già khủng bố Lê Đình Kình thì cũng chịu tội trước pháp luật. Chắc nghĩ là cái án tử hình chung thân đó, ha, mới được hạ dạ. Đấy, còn thằng Trịnh Bá Phương này á, thì cũng thằng là khốn nạn mắc dạy không thua gì thằng Giặc Già Lê Đình Kình. Nó vì cái nó bán rẻ lương tâm, nó bất chấp thủ đoạn. Đó, anh chị thấy nó viết bài không? Nó viết bài rất là khốn nạn không? Đó, Trịnh Bá Phương, hoan hô. Hôm nay mày trả giá tao rất là mừng.
Cho nên sao ông? Thằng Trịnh Bá Phương hôm nay bị bắt cho nên Nhiên ăn mừng, Nhiên không đi bán, ngồi ở nhà live stream, nó giặt mặt nó. Không có cái gì mừng mà ngày hôm nay là nó được, nó bị bắt mà Nhiên mừng hết á anh chị. Nhiên chào Quốc Dương nha. Thằng Trịnh Bá Phương bị, nó bị công an hốt nó lên phường ăn cơm miễn phí rồi Quốc Dương. Mừng đi. À, hôm nay cho nên là Nhiên sao Nhiên ăn mừng, Nhiên không đi bán, Nhiên không đi bán, Nhiên ở nhà chúc mừng mày nghe Trịnh Bá Phương, và chúc mừng cái đồng bọn mày ngồi khóc mướn cho thằng Trịnh Bá Phương đi. Cái bọn phản động chúng mày á, kêu cái lũ Việt Tân á, nó về nó cứu nha. Kêu thằng đại sứ quán Hoa Kỳ gì chụp hình chung với thằng Trịnh Bá Phương á, kêu nó cứu. Cái bản thân nhân quyền của thằng cái con mà gì bị bắt hồi nào gì, Nhiên gửi qua bên Zalo cho ông Quốc Dương đó, lúc 5 giờ mấy Quốc Dương, chưa được 5 giờ rưỡi, Nhiên gửi qua bên bên tin nhắn Facebook đó, Quốc Dương. Nhiên gửi cái clip nó qua tin nhắn cho Quốc Dương rồi đó. Bắt 5 giờ mấy sáng, chưa được 5 giờ rưỡi sáng. Nó chụp thằng Trịnh Bá Phương chụp hình với cái con ả, mà gọi là cái con ông ả mà cái gì đại sứ quán Hoa Kỳ á, nó nói là Việt Nam có nhân quyền. Ơi cái con ả mà chụp chung với thằng đại với thằng Trịnh Bá Phương á, con ả mà kêu gọi là đại sứ quán Hoa Kỳ á, mày đến Việt Nam tao, mày đừng có chỏ cái mỏ vào Việt Nam chúng tao nha. Chúng mày á, cái con ả mà chụp chung với thằng Trịnh Bá Phương mà gọi mày tự xưng mày là đại sứ quán Hoa Kỳ vậy đó. À, mày lo cái nước của mày đi, mày lo cái nước của Mỹ, nước Mỹ của mày đang like đi. Ngọc Diệp chị chào em. À, cái con ả mà đại sứ quán Hoa Kỳ á nha, mà chụp chung với thằng Trịnh Bá Phương á, hôm nay thằng Trịnh Bá Phương bị bắt đó, tội cái gì? Xuyên tạc, ha, xuyên tạc đảng nhà nước, chia rẽ đại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, tiếp tay cho tên giặc già khủng bố Lê Đình Kình, ba mẹ con nó và cả con Tâm Dương nội sổ khám sáng nay. Chị thấy mẹ nó mà chị không biết cái con kia là con Tâm hả? Bắt cả con cắn thịt heo luôn. Ngọc Diệp chị gửi cho em đó, nó lâu lâu tí nha, lát mình mới xem được. Ngọc Diệp chị có gửi cho em đó. Em chào anh Hoàng Thanh Phong. Bữa ni chị không bán hả chị? Sớm vậy. Nguyễn Thị Trinh, hôm nay chị ăn mừng và mẹ con của con Cắn Thị Thiêu là Trịnh Bá Phương với con Cắn Thị Thiêu với con Tâm Dương nội bị hốt lên công an hồi lúc năm chưa được 5:30 sáng. Anh Ti Tông vào nữa hả? Anh Ti Tông ơi, thằng Trịnh Bá Phương nó bị bắt rồi hả? Im cho mẹ nói chuyện. Thằng Trịnh Bá Phương với gia đình con mẹ nó là Cắn Thị Thiêu bắt hồi sáng nay 5:00 sáng rồi. Vui quá trời vui. Nó vui gì đâu mà nó vui anh chị, nó vui nên cho nên là Nhiên hả là phải là sao? Cho nên Nhiên không có đi bán sáng nay, Nhiên ở nhà Nhiên ăn mừng. Đó. Nhiên ăn mừng là thằng Trịnh Bá Phương nó vô tù, nó trả giá rồi anh chị. Nhiên rất là cay cú nó, anh chị biết không? Vậy là ok. Đó. Ta nói anh chị, bây giờ Nhiên quay lại câu chuyện nha anh chị. Thì anh chị có nhớ là anh Long Thủy ơi, em có một cái máy. Còn cái máy Nhiên Mon nó nghe rồi. Anh chị tài trợ thêm cho Nhiên cái máy đi. Có hai cái máy ngon nó coi máy, em còn có like có máy à, nên em không mời anh được. Bữa nào mà không có ngon ở nhà em mới mời anh chị được. Vậy chế cho mình xem clip đó. Alo, em vô cái clip mà chị đăng đúng không? Rồi xuống bình luận đó, chị dẫn link ở dưới đó. Dẫn link ở dưới bình luận mà chị đưa thằng cái clip thằng Trịnh Bá Phương đó. Em vô bình luận em coi, chị dẫn cái link xuống đó đó. Mấy anh em vô coi clip của nó bị bắt. Bị bắt mắc cười lắm anh chị. Ác là bị bắt à. Minh Nguyễn, Nhiên chào anh nha. Anh Long Thủy chào là anh lên phát hả?
Không có cái máy, có một cái máy một à. Ngon dữ máy kìa. Em cũng muốn cho anh lên lắm. Mà sáng nay anh lên được, anh xuống anh xèm xuống giùm cho em đi. Vui quá trời vui. Anh Long Thủy ở Hà Nội sát bên đất đó, mà nó bị bắt anh Long Thủy không hay. Nhiên hay trước rồi Nhiên ha, gửi cái clip đó cho anh Long Thủy nè. Trịnh Bá Phương dựa hơi vào nhân viên đại sứ quán mà thôi, chứ những cái loại đấy chả Mỹ chả quan tâm đâu. Đúng rồi Quốc Dương, Nhiên là đang nói về cái chủ đề ngày hôm nay và cái con ả mà đại sứ quán, nhân viên đại sứ quán Mỹ đó đấy. Anh Long Thủy nghe tệ lắm nha, ở Hà Nội mà thằng Trịnh Bá Phương bị bắt mà anh Long Thủy không hay. Em ở trong miền Nam, ở cuối đất nước mà em hay trước các anh dở. Để cho em gái gửi cái clip cho anh xem. Thì bây giờ Nhiên quay lại câu chuyện anh chị hôm nay á, Trịnh Bá Phương và Cấn Thị Thiêu và con Tâm Dương nội bị bắt lúc 5 giờ mấy sáng. Thì Nhiên coi được cái clip đó, thì cái clip Nhiên coi trực tiếp luôn. Nhiên chào lại tất cả anh chị nha. Thì Nhiên hôm nay tại sao Nhiên không bán, Nhiên ở nhà là Nhiên ăn mừng. Nhiên ăn mừng, vỗ tay hoan hô. Gia đình con Cấn Thị Thiêu, gia đình thằng Phản Động, Trịnh Bá Phương đùa bị bắt bế lên phường trả giá trước pháp luật. Nhưng hôm nay Nhiên ở nhà ăn mừng. Không lẽ sáng sớm mà Nhiên khui một lon bia ra Nhiên uống nó thiệt anh chị á. Thì quay lại cái câu chuyện của thằng Trịnh Bá Phương có chụp. Em tới giờ đi làm rồi không nghe chị trực tiếp được. Chào mọi người, chúc an lạc. Minh Nguyễn đi làm đi cưng, chúc em nhiều sức khỏe nha, đi làm vui vẻ nha. Cái clip đó tôi đã chia sẻ lên Facebook rồi. Chia sẻ rồi hả? Em chỉ cắt cái đoạn thôi chứ không có cắt bên cái đoạn mà công an mình là cắt cắt cái gì, cắt ổ khóa vô mà tấn công, cắt ổ khóa rồi bắt con mẹ con bắt con cái gì. Tối qua anh ở đó, ủa tối qua anh ở đó hả, tới sáng luôn hả, vậy anh thức tới sáng luôn hả, vậy mà không báo cho em biết. Sáng sớm nằm mấy là hốt nó rồi. Thì anh chị như quay lại cái câu chuyện, thì thằng Trịnh Bá Phương nó dựa hơi vào con ả nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ đó. Thì con ả nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ này từng chụp hình chung với thằng Trịnh Bá Phương đó. Thì con ả mà nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ này á là sao, là nó chỏ cái mỏ vào đất nước Việt Nam chúng ta. Nó nói đất nước Việt Nam chúng ta không có nhân quyền, không có tự do dân chủ. Nhưng hỏi anh chị nha, đất nước mình sao ta không tự do? Đất nước mình không tự do ngôn luận mà con Nguyễn Cẩm Thúy và gia đình con Cấn Thị Thiêu nó chửi không còn cái nước gì hết. Bao nhiêu năm nó làm đến đổi, nó quá đến đổi rồi á, nó vu không đến đổi á. Chúng bị bắt lúc 5 giờ 15 sáng nay mà Nhiên. Dạ thì em coi cái clip đó đó anh, là 5 giờ mấy sáng đó đó. Thì con ả thằng Trịnh Bá Phương này nó lợi dụng cái con nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ cho nên nó ngông cuồng anh chị, nó càng ngày nó càng ngông cuồng đó. Thì con ả này nói là Việt Nam chúng ta không tự do nhân quyền. Tao nói cho mày biết nè, con ả đại sứ quán nhớ gì, con ả nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ mà chụp hình chung với thằng Trịnh Bá Phương á, mày lo cái nước của mày đi. Còn thằng Trịnh Bá Phương với thằng Giặc già Lê Đình Kình và gia đình con Cấn Thị Thiêu mẹ của thằng Trịnh Bá Phương á, là ở trong nước của chúng tao nha. Nó chống phá đảng nhà nước, nó xuyên tạc, nó làm đủ cách đủ kiểu, nó chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc, nó quấy, nó phá hoại cái môn nào cũng có cái dấu gân của nó. Thì mày đừng có chen vào đất nước của chúng tao, mày lo cái dân quyền nhân chủ mày ở tại nước Mỹ của mày đi, hiện nay giờ đi mày coi ở đất nước của mày có dân chủ không hả. Cái con ả đại sứ quán Hoa Kỳ mày ở trên đất nước Việt Nam đúng không, mày đặt đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước nước Việt Nam của chúng tao, thì tao biết mày nghe được, mày biết được cái tiếng Việt, mày hiểu tiếng Việt nha.
Tao gửi lời đến với con ả nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ. Nha mày, mày đang sống trên đất nước tao, mày nói không tự do, dân chủ, nhân quyền gì, tao hỏi với con ả à, đại sứ quán Hoa Kỳ đó. Nè, mày thấy thằng Trịnh Bá Phương bị bắt không? Có cái clip trực tiếp đó, nó quay trực tiếp đó, mày thấy cái công an nào mà sát hại sát thương nó không? Chừng nào mà nó chống người thi hành công vụ nha thì mới dùng vũ khí thôi, chứ gặp mình ở bên Mỹ cái kiểu đó nha, kêu nó mở cửa mà nó không mở là sao? Bên nước Mỹ của mày á, con ả đại sứ quán Hoa Kỳ là ở ngoài xả súng vô rồi, đó là dân chủ của chúng mày đó, nhân quyền của chúng mày đó. Mà cho nên á, mày đừng có chỏ cái mỏ vào đất nước của chúng tao nha. Tội phạm thì để trong nước chúng tao á, là để cho đảng nhà nước tao á, là mà chị. Còn tụi mày là giặc, tụi mày bên ngoài thì mày đừng có chỏ mỏ, tụi mày lo cái nước của chúng mày đi. Cả tối qua đến bây giờ anh đã ngủ đâu, anh cũng mới về nè. Đó, thấy không anh chị? Thằng Trịnh Bá Phương mình chia sẻ mạnh lên cả nhà. Anh chị, thằng Trịnh Bá Phương và con cắn Tỳ Thiêu á, nó được tổ chức khủng bố Việt Tân hậu thuẫn nó, cho nên nó ngông cuồng á. Anh chị thấy nó viết bài rất là khốn nạn không? Đó, nó bên thằng giặc già khủng bố Lê Đình Kình. Anh chị nghĩ đi, như tên Lê Đình Kình á, chống người thi hành công vụ, cho nên là tiêu diệt á, là cái tiêu diệt thằng Lê Đình Kình á. À, mà công an chúng ta còn khoan dung là sao, còn bắt sống và còn tha thứ cho những vợ con nó, cháu nó đem về, những đứa trẻ đem về nhà. Chứ gặp mà ở nước Mỹ á, gọi là cái nước mà của con ả nhân viên Hoa Kỳ á, ha, gặp cái nước mà của con ả nhân viên Hoa Kỳ mà chụp hình chung với thằng Trịnh Bá Tư á, á, à, cho Trịnh Bá Phương á, còn thằng em nó nữa, thằng Trịnh Bá Tư, sáng nay không thấy thằng Trịnh Bá Tư, chỉ bắt là con Tâm Dương nội với con Cắn Thị Thiêu với con Tâm Dương nội với thằng với con Cắn Thị Thiêu ở ngoài cửa, thì công an mấy nữ cảnh sát là nắm giục và nắm tay lôi đi. À, nắm tay lôi đi à, rồi xong rồi mà sau đó thì mới lấy kìm cộng lực mới cắt ổ khóa. Lúc đó là em coi trực tiếp mà anh Long Thủy à, thì thằng cái con ả mà gọi là gì, đại sứ quán Hoa Kỳ đó anh chị, nó chen vào nó chỏ mỏ đất nước Việt Nam chúng ta không có tự do nhân quyền. Mà anh chị nghĩ đi, như cái tình trạng của thằng giặc già Lê Đình Kình đó anh chị, đóng về mà ở nước Mỹ á, gia đình nó mà ở nước Mỹ mà chống người thi hành công vụ, chống FBI Mỹ á, cảnh sát Mỹ kiểu đó, thì cảnh sát Mỹ nó tiêu diệt từ già lẫn trẻ, không còn một mạng trong nhà thằng Lê Đình Kình. Đó là tự do dân chủ dân quyền của nước Mỹ đó. Cái con ả nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ mà chụp chung với thằng Trịnh Bá Phương đấy nha. Còn cái đồng bọn thằng Trịnh Bá Phương nè, cái đồng bọn của thằng Trịnh Bá Phương vô cờm nè, tụi bay khóc thương hại nó hả? Tụi bay khóc thương hại là nuôi con nuôi vợ nó đây. Hôm nay đi làm về mình phải rủ bạn bè đi làm chầu nhậu ăn mừng. Công an bế thằng phản động Trịnh Bá Phương. Ừ, phải làm vậy chứ. Nhiên hôm nay Nhiên còn phải nghỉ để nhà đi ăn mừng nè. Chút nữa chưa livestream ăn mừng nhậu nè, livestream ăn mừng thằng Trịnh Bá Phương à, được công an bế lên phường nè, gia đình Cắn Thi Thiêu nè, thằng phản động nè. Hả? Để coi cái vụ án Trịnh Bá Phương này, để coi tụi nó kéo biểu tình, kéo bạo động thì sao nữa anh chị. Đó. Xin chào là anh chị nha, xin chào dân gian. Đó. Trịnh Bá Phương bị bắt rồi á anh chị, để coi cái bọn phản động này và tiếp với cái con ả nhân viên mà đại sứ quán Hoa Kỳ này, rồi bắt đầu nó chỏ cái mỏ như thế nào. Anh chị chờ xem tập tiếp theo cái bọn này nha anh chị. Nha. Xin chào anh chị, xin chúc anh chị một ngày mới ở Việt Nam hạnh phúc vui vẻ và làm việc vui nha anh chị. Nhưng chuẩn bị đưa con đi học, làm like với anh chị một tí gì thôi. Trưa nay anh chị nhậu với Nhiên ăn mừng nha.
ăn mừng là thằng Trịnh Bá Phương bị bới lên phường, gia đình Trịnh Bá Phương bới lên phường nha anh chị. Vui quá là xá là vui. Xin chào anh chị, vui quá. Xin chào anh chị nha, tắt nha anh chị.